Ông Vladimir Rogov, quan chức tỉnh Raporizia do Nga bổ nhiệm cho biết, binh sĩ Ukraine đã rút lui trong khi lực lượng Nga cắm cờ ở dưới bắc ngôi làng và về cơ bản đã kiểm soát Rabotino. Tuy nhiên, ông thừa nhận Rabotino vẫn nằm trong tầm hỏa lực của Ukraine, khiến quân đội Nga phải đẩy lùi đối phương xa hơn trước khi có thể tuyên bố kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Làng chiến lược Rabotino nằm ở tỉnh Raporizia, là một trong những mục tiêu được Ukraine lên kế hoạch giành lại trong những ngày đầu phát động chiến dịch phản công quy mô lớn đầu tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, lực lượng của Kiev chỉ tiến được vào làng sau đó gần 3 tháng và hứng chịu tổn thất nặng nề.